Khoai tây nghiền là một món ăn kèm khá phổ biến trong món Âu, rất dễ kết hợp với các nguyên liệu chính khác và cũng rất là dễ làm. Cùng làm món này với mình nhé. Mình dùng khoảng 400 g khoai tây Đà Lạt. Giờ thì đem đi rửa sạch cái đã. Bắc bếp lên và hấp khoai thôi. Cái nồi bữa mình làm món gà sông Trà nên là nó hơi đen, bạn đừng có để ý nha. Món này ngon nhất là dùng khoai Rat-te-ru-te-ke. Mình không biết tiếng Pháp, mình luyện tập mãi mới nói được như vậy đó. Đừng có cười mình nha. Bạn có thể luộc, có thể nướng, nhưng mình chọn hấp. Luộc thì nhanh chín, nhưng khoai sẽ mất đi chút hương vị, kể cả bạn luộc nguyên củ. Và nếu lỡ nó chín quá, thì khoai tây sẽ bị ngậm nước. Nướng thì khoai sẽ thơm, nhưng sẽ tốn thời gian hơn, và hao hụt khoai sau khi làm sẽ nhiều hơn. Nên với mình, hấp là tối ưu. Khoai hấp thì tùy, củ lớn, củ nhỏ, thời gian chín khác nhau. Mình kiểm tra độ chín của khoai bằng cách dùng cây xiên xiên nó. Xiên nhẹ nhàng qua là khoai tây được rồi. Cũng khoảng 20 phút đấy. Rồi giờ lột vỏ nó. Nhớ kiếm miếng khăn lót tay cho khỏi phỏng nha. Lột xong rồi thì nghiền, nghiền qua rây mịn như mình nếu bạn không có dụng cụ nghiền chuyên dụng. Dùng cái vá xới cơm này tán khoai là hết bài luôn. Tán từng chút một sẽ nhanh hơn là cố gắng tán nguyên cả củ, nên đừng tham lam nha. Phải làm ngay lúc nó còn nóng. Nếu khoai nguội thì đem vào hấp lại cho nóng nha. Không nóng là không có làm được đâu. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra video tiếp nhé. Giờ mình lấy khoảng 200 g khoai nghiền ra nấu. Cho vào khoảng 50 g sữa tươi không đường và 70 g bơ lạt. Bạn có thể dùng kem béo thay cho sữa. Bơ sữa nên thêm vào ít một để đảm bảo thành phần theo ý mình muốn. Đảo đều lên cho tất cả nguyên liệu hòa quyện với nhau, để lửa nhỏ nhỏ thôi, không dễ bị cháy nồi. Nêm vào chút muối cho vừa ăn. Bạn có thể thêm vào hương vị bạn yêu thích như bacon, ngò tây, phô mai, tỏi, wasabi, vân vân. Tùy mục đích sử dụng của bạn. Khoai nghiền sánh mịn rồi, mình ra dĩa tạo hình cho em nó. Bạn có thể bỏ qua bước màu mè tốn công này. Vậy là xong rồi, chúc bạn thành công. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn bằng cách bình luận bên dưới nha.